Bát 30 của Bueller chuẩn bị đóng gói gửi về Bến Tre cho anh Hiếu. Sau chuyến đi công tác ở Hải Phòng thì anh Hiếu có đặt tôi một đôi loa bát 30. Cuối cùng tôi cũng đã về hàng và gửi chuẩn bị đóng gói gửi cho anh Hiếu ở Bến Tre. Rất là đẹp. Anh em xem chi tiết này. Đôi này nặng 11 kg một đôi. Đây anh em xem này, kỹ hơn này. Củ từ rất là to. Đấy, gần này. Đẹp lung linh luôn. Đấy, dưới đít này có mã luôn này. Anh em xem. Công suất max 300W. 8 ohm. Đấy. Con này em cũng đã lên thùng rồi các bác nhá. Rất là hay và chất đảm bảo hàng cực độc. Hàng order mới có nhá. Đấy. Bác nào quan tâm thì vui lòng để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ đặt hàng cho các bác. Đây, các bác xem kỹ nha. Từ cái gân này rất là nặng. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.